Thưa quý vị và các bạn, vào tối ngày 22 tháng 8 trên sân vận động Hàng Đẫy, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã giành chiến thắng 2-1 trước câu lạc bộ Buriram United của Thái Lan ở lượt trận mở màn bảng B Cúp C1 Đông Nam Á mùa giải 2024-2025. Alan và Phan Văn Đức là hai người đã ghi bàn thắng mang về 3 điểm cho câu lạc bộ Công an Hà Nội. Và ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi trở lại phòng họp báo để lắng nghe chia sẻ từ phía hai vị huấn luyện viên. Sau bàn thắng đầu tiên, tôi không bất ngờ bởi chúng tôi đến đây và đặt mục tiêu giành chiến thắng. Sau khi mở tỷ số, tôi chỉ đạo các cầu thủ lùi lại và chủ động phòng ngự. Hiệp 2, Buriram đã có những cơ hội rõ ràng nhưng chúng tôi đã chuẩn bị sẵn tình huống và nỗ lực duy trì lợi thế. Chúng tôi xứng đáng với kết quả này. Đây là trận đấu thể hiện hình ảnh của hai nền bóng đá và cuối cùng Công an Hà Nội đã giành chiến thắng và tạo bước đà thuận lợi ở giải đấu này. Chúng tôi có nhiều tân binh mới gia nhập câu lạc bộ nên chiến thắng này rất quan trọng. Đây là một trận đấu quyết liệt giữa hai đội. Chúc mừng chiến thắng của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Trời mưa đã ảnh hưởng đến lối chơi của cả hai đội. Công an Hà Nội tuân thủ phòng ngự phản công nhiều hơn. Chúng tôi chơi kiểm soát và triển khai bóng từ sân nhà. Đó là hai lối chơi đối lập và ngày hôm nay Công an Hà Nội đã chơi tốt hơn. Đội hình ngày hôm nay là đội hình tốt nhất mà chúng tôi có thể đưa ra. Ở vòng 2, câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ tiếp tục thi đấu trên sân nhà tiếp đón câu lạc bộ Lion City Sailor của Singapore. Trong khi đó, Buriram United sẽ trở về sân nhà tiếp đón câu lạc bộ Kaya của Philippines.